Trên cuộc đời của mỗi chúng con.
và cho chúng con hiểu rằng Chúa là đấng luôn mở đường. Dù trong khi chúng con cảm thấy bế tắc, nhưng mà tại nơi đó Chúa mở những con đường cho chúng con. Tại trong sa mạc có dòng suối sẽ tràn đến. Tại nơi cùng đường, đó là khởi điểm của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi. Tựa đề của bài giảng cũng là một phần của một câu kinh thánh. Ngày mai, nhiều tín hữu sẽ mở cửa tiệm trở lại. Thật khó có thể diễn tả hết những gì đang diễn ra trong lòng của các tín hữu và nhiều người trên đất nước này. Và sau 2 tháng cách ly tại nhà, bây giờ cũng đã đến thời điểm phải mở cửa lại. Những nan đề làm cho các tín hữu bối rối lo lắng, đó là bệnh dịch vẫn còn hoành hành, số người nhiễm và số người chết vẫn còn nhiều. Một số tín hữu đang theo dõi trên đường dây là những tín hữu tại Việt Nam, có thể không hiểu hết được tâm trạng của những tín hữu ở tại đây. Tôi biết thời gian qua và đặc biệt gần đến ngày mai thì các tín hữu càng bối rối, càng hoang mang, và gia đình ở tại Việt Nam cũng rất là lo lắng cho con của mình, cho cháu của mình, cho người thân của mình. Và sáng nay Thọ chia sẻ và đã khóc khi bác xứng là mẹ của Thọ nói rằng thôi con ở nhà đừng có mở tiệm. Và tôi nghĩ rằng đó là điều mà những người cha, người mẹ đều muốn như vậy. Vì họ không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trong tuần qua, câu kinh thánh mà Chúa nhắc tôi, đó là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Và tôi muốn chúng ta cùng đứng lên để đọc lời Chúa trong giờ phút này. Những thử thách đến với anh em, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời lớn thành tính, Ngài không để cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Xin mời Khánh an toàn. Và bài chia sẻ của tôi gồm 2 phần. Phần thứ nhất, đó là Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi thử thách. Và phần thứ hai là Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi cám dỗ. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần đầu tiên, đó là Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi thử thách. Tôi muốn đọc lại câu kinh thánh này một lần nữa. Những thử thách, và một số bản thì dịch rằng những cám dỗ. Những thử thách hay là những cám dỗ đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người đâu. Và Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách hay là cám dỗ quá sức mình. Nhưng trong cơn thử thách hay là trong sự cám dỗ thì Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu đựng được. Cùng một câu, nhưng mà trong những bản dịch thì lại dùng 2 từ khác nhau. Trong bản truyền thống thì dùng chữ cám dỗ, và trong bản hiệu đính thì dùng chữ thử thách. Và trong tiếng Hy Lạp, sự cám dỗ hay là bị cám dỗ cũng có nghĩa là thử thách hay là bị thử thách. Vì vậy trong câu này, tôi tin rằng Kinh Thánh đang đề cập đến cả 2 phương diện, đó là thử thách và cám dỗ. Và khi nghiên cứu thật kỹ, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy. Thử thách đến từ ai? Thử thách đến từ Chúa với mục đích làm gì? Để nâng chúng ta lên, để chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn và yêu mến Ngài nhiều hơn.
Nhưng trái lại cám dỗ đến từ ma quỷ. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa không hề cám dỗ chúng ta. Và cám dỗ đến từ ma quỷ nhằm mục đích gì? Hạ chúng ta xuống, đạp chúng ta xuống, triệt hạ cuộc đời của chúng ta, gây cho chúng ta phạm tội để xa cách Ngài. Dẫu vậy, xuyên suốt Kinh Thánh thì Chúa vẫn cho phép sự cám dỗ xảy đến trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi tin chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em ngồi đây đã kinh nghiệm điều đó, kinh nghiệm mỗi giờ mỗi phút trong cuộc đời của mình, phải không? Để làm gì? Để chúng ta nương tựa tin cậy Chúa hoàn toàn, và bởi sức mạnh của Chúa mà chúng ta sẽ chiến thắng cám dỗ như Chúa Giê-xu đã chiến thắng, để trở nên những người lính chiến mạnh mẽ và kết quả cho Ngài. Vì vậy, dầu thử thách hay cám dỗ xảy ra, tôi muốn quý ông bà anh chị em ghi nhớ điều này. Tôi muốn quý ông bà anh chị em ghi nhớ và khắc sâu trong lòng lẽ thật này, đừng bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình. Thứ nhất, đó là tất cả các tín hữu, tất cả các con cái Chúa đều phải chịu thử thách. Và có người nói rằng, ủa, sao có mình tôi chịu thử thách à? Chị thử sao không thấy? Không có. Tôi muốn nhắc lại rằng tất cả các tín hữu, tất cả các con cái Chúa đều chịu thử thách cách này hay cách khác. Và điểm thứ hai, không có thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rất rõ là chúng ta có thể chịu đựng được. Và điểm thứ ba, Chúa là đấng thành tín. Chúa hứa điều gì? Chúa hứa rằng Chúa sẽ không để cho chúng ta chịu thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng mà trong cơn thử thách, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Và xin chúng ta nhớ ba điểm đó trong suốt cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta. Và điểm kế tiếp, đó là tất cả tín hữu đều phải chịu thử thách. Có thể nói cuộc đời là một trường học với hàng ngàn bài test, hàng ngàn bài kiểm tra mà mỗi chúng ta phải trải qua. Không một ai có thể tránh khỏi những bài kiểm tra được cả. Ngay từ lớp 1, muốn được lên lớp phải làm gì? Phải hoàn thành những bài kiểm tra. Từ lớp 1 rồi đến lớp 2, rồi lớp 5 lên lớp 6. Ồ, và giữa các cấp lại có những kỳ thi đặc biệt. Nhất là từ tiểu học sang trung học, hay là từ trung học sang đại học, hay là từ đại học lên cao học, đều có những kỳ kiểm tra đặc biệt. Và sau khi tốt nghiệp chưa xong, lại có những kỳ thi chuyên ngành, rồi sau đó mới có thể hành nghề được. Và câu hỏi là có ai tránh được không cần làm bài kiểm tra không? Thưa có, đó là những người không đi học. Và ngày tốt nghiệp là ngày mà mỗi chúng ta phải đứng trước mặt Chúa, là ngày mà Kinh Thánh mô tả đó là ngày phán xét cuối cùng. Và trong ngày này, Chúa sẽ chia tất cả con người từ lúc sáng thế đến tận thế làm hai. Một bên là những người được khen thưởng, và một bên là những người bị quở trách. Và có những người tốt nghiệp xuất sắc được Chúa khen, được Chúa trao bằng cấp, đó là Mão Triều Thiên Vinh Hiển, được bước vào thiên đàng, được hưởng tất cả những phước hạnh Chúa ban. Và trái lại, có những người không đủ điểm, bị rớt, phải ở lại lớp, phải ở nơi hư mất đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 31 đến 34 và 41, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chiên làm gì? Chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: hỡi những người được cha ta ban phước,
hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Chúng ta nhớ là địa ngục được dựng nên mục đích lúc ban đầu không phải dành cho con người, mà dành cho ma quỷ. Và vì con người chối từ tình yêu của Chúa, chối từ sự cứu chuộc của Ngài, và họ muốn đi vào nơi đó, nơi hư mất đời đời đó, chứ Chúa không hề muốn họ đi vào nơi đó. Chúa yêu họ đến nỗi Chúa đến trần gian này chịu chết trên cây thập tự để cứu họ thoát khỏi điều đó, nhưng mà họ say no, họ không muốn. Họ muốn đi vào nơi hư mất đó để ở chung với ma quỷ đời đời. Đó là điều mà họ chọn. Và điểm thứ ba là mục đích của sự thử thách. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này, thì tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng thử thách vẫn còn. Thử thách là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Hết thử thách này sẽ đến thử thách khác. Và chỉ khi nào chúng ta qua đời, bấy giờ sự thử thách mới chấm dứt mà thôi. Và đến đây, tôi tin rằng các tín hữu sẽ hỏi rằng, nhưng tại sao Chúa lại để thử thách xảy ra và đồng hành với con người chúng ta? Có nhiều lý do, nhưng tôi chỉ nêu ra 5 lý do ở tại đây. Thứ nhất, lý do thứ nhất là vì Chúa quá yêu tôi và quý ông bà anh chị em. Hebrew đoạn 12 câu 6, vì Chúa xử phạt ai? Chúa xử phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vợ. Rồi chúng ta sẽ hiểu hơn trong phần sau. Và thứ hai, đó là vì Chúa xem chúng ta là con thật của Ngài. Và trong câu 7 đã nói như thế này, anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không xử phạt. Chúng ta đồng ý không? Và thậm chí trong câu 8 đã nói rất rõ như thế này, nhưng nếu anh em không chịu xử phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Có người vỗ ngực và hãnh diện rằng cuộc đời tôi rất hanh thông và không có điều gì xảy ra cả. Và tôi muốn nói với người đó bởi lời của Chúa rằng nếu cuộc đời người đó hanh thông và không có một điều gì xảy ra hết, thì người đó không phải là con thật của Chúa. Vì Chúa nói rằng chỉ có con ngoại tình thì mới được hanh thông như vậy thôi. Nhưng mà con thật của Chúa thì Chúa đều sửa trị họ để làm gì? Để cho họ càng giống với Chúa nhiều hơn. Và điểm thứ ba, đó là vì ích lợi cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài và trong sự sống đời đời. Trong câu 10, vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài. Cha phần xác sửa phạt chỉ có giá trị tạm thời, nhưng mà Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta có giá trị đời đời, ích lợi đời đời cho chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài. Và chúng ta thấy rằng qua sự thử thách sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta loại khỏi gì? Những tạp chất, loại khỏi những thói hư tật xấu, loại khỏi những tội lỗi, những điều vấn vương trong cuộc đời của chúng ta. Chúa dùng những thử thách để loại những điều đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tinh rồng hơn. Và tôi nhớ khi ông Gióp chịu thử thách, ông đã thốt lên một câu rằng, Chúa đã thử rèn tôi để tôi trở nên như vàng rồng, vàng tinh khiết không có pha tạp chất. Chúng ta nhớ vàng bị đốt trong lửa nóng để làm gì? Để loại khỏi những tạp chất, để rồi vàng đó sẽ trở nên vàng tinh khiết, vàng thuần khiết, vàng thật, vàng có giá trị. Và dĩ nhiên khi bị đốt trong lửa thì đau không?
đau lắm. Khi chúng ta bị thử thách thì đau không? Đau lắm. Nhưng mà Chúa muốn loại những tạp chất đó ra khỏi cuộc đời của mỗi chúng ta, để chúng ta trở nên vàng ròng của Ngài. Và điểm thứ tư, để đời sống chúng ta sẽ sản sinh ra những bông trái của Thánh Linh. Có nhiều người theo Chúa nhưng mà cái cây của họ không có trái, hay là toàn là cái trái eo uột, cái trái nó không ai ăn được. Và Chúa phải sửa phạt họ, đưa họ vào trong thử thách, để rồi cái cây của họ sẽ sinh ra những trái tốt đẹp, những trái của Thánh Linh. Và câu 11, Chúa nói thế này: tất cả sự sửa phạt lúc này hay là lúc đầu dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Khi mà chúng ta ở trong sự thử thách, chúng ta thấy vui không? Sao vui được? Buồn chết đi được chứ. Hai tháng qua có người nói là buồn thúi ruột luôn ha, không biết làm gì hết, quanh đi quẩn lại ở trong nhà không, buồn quá. Không phải là điều vui mừng, nhưng mà Chúa nói sau này sẽ là điều vui mừng cho chúng ta. Khi qua sự thử thách đó sẽ sinh ra những bông trái Thánh Linh, sinh ra sự bình an, sinh ra sự vui mừng, sinh ra sự công chính. Và điểm thứ năm, qua sự thử thách để chúng ta hiểu rõ Chúa là ai và Ngài là đấng vĩ đại dường nào. Và năm điểm trên đây, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng qua cuộc đời của nhiều nhân vật trong Kinh Thánh. Mình bị cúp điện hả? Em có thể chạy ra cái tháp lô bên ngoài xem thử. Okay. Dạ rồi, okay. Rồi chúng ta trở lại. Năm điểm trên đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng qua cuộc đời của nhiều nhân vật trong Kinh Thánh. Nhưng vì thời gian có giới hạn nên tôi chỉ cùng học với quý bạn chị em một câu chuyện quen thuộc. Và qua đó chúng ta sẽ được khích lệ lớn lao trước những khó khăn, và đặc biệt là dịch bệnh mà mỗi chúng ta hiện đang đối đầu. Và điểm thứ tư, đó là đối diện với sự thử thách. Và tôi muốn chúng ta cùng học lại câu chuyện của các môn đồ năm xưa. Và Kinh Thánh ghi lại vào một buổi chiều kia, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ hãy chèo qua bờ biển bên kia. Và khi họ ra đến giữa biển Galilê thì chúng ta biết điều gì xảy ra không? Khi họ ra đến giữa biển thì câu 37 ghi lại thế này: một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Chúng ta biết các môn đồ là những tay đánh cá chuyên nghiệp, và họ đã ra sức chèo chống. Và chúng ta hình dung là khi mà cơn sóng nó to, nó đổ ập vào trong thuyền như vậy thì họ làm gì? Họ chèo chống, họ làm mọi cách để có thể bảo vệ con thuyền, rồi họ tát nước ra khỏi. Nhưng mà càng tát nước thì không thể nào có thể chống chọi được, vì cơn bão quá lớn cho nên nước vào càng nhiều hơn. Và rồi Kinh Thánh ghi lại rằng thuyền đầy nước, và rồi thì họ hiểu rằng thuyền sắp sửa chìm và họ sẽ chết. Và đến đây tôi muốn tạm ngưng câu chuyện. Tôi muốn tạm ngưng câu chuyện ở tại đây để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Tại sao Chúa bảo họ chèo thuyền qua bờ bên kia? Tại sao Chúa bảo họ làm điều đó? Họ đang ở trên bờ. Trời quang mây tạnh, trời đẹp lắm. Nhìn lên bầu trời thì xanh, không có một áng mây, không có
mây mù, không có sấm chớp, không có cuồng phong gì cả. Và họ đang vui hưởng không khí trong lành. Họ đang đi đây đi đó thật bình an phước hạnh với Chúa. Họ được nghe Chúa giảng dạy, họ được thấy những phép lạ Chúa làm. Và họ được cùng làm việc với Chúa vui quá. Và câu hỏi là tại sao Chúa không tiếp tục để họ ở trên bờ? Nhất là khi công việc truyền giảng đang kết quả, nhiều người tin nhận Chúa, nhiều người được chữa lành. Tại sao Chúa lại bảo họ xuống thuyền ra khơi, để rồi họ phải gặp khốn khổ, bây giờ thì họ sắp chết? Lúc đó thì tôi nghĩ rằng họ không còn đầu óc nào để suy nghĩ điều đó. Nhưng mà chắc chắn rằng họ có thể nghĩ rằng tại sao như vậy? Mình đang ở trên đất liền, đang ở trên bờ phước hạnh, bình an như vậy, tại sao Chúa bảo mình rời khỏi đất liền, đi xuống thuyền để ra khơi và qua bờ bên kia để làm gì? Nhưng thưa quý bạn chị em, Chúa có lý do. Đó là Chúa muốn thử thách họ. Chính vì vậy mà Chúa bảo họ rời khỏi đất liền là nơi bình an, êm đềm, để bước vào cơn bão, bước vào cơn thử thách. Và tôi muốn nói điều này hết sức quan trọng. Đó là tại đó họ học được nhiều bài học quý báu mà có thể cả cuộc đời bình an trên đất liền họ chẳng bao giờ học được. Tôi muốn nhắc lại. Đó là để rồi tại đó, tại nơi giữa biển khơi, khi mà sóng gió cuồng phong nổi lên như đó, như vậy đó, để rồi họ học được những bài học quý báu mà có thể cả cuộc đời ở trên đất liền bình an chẳng bao giờ họ học được cả. Và giữa cơn cuồng phong đó, khi mà họ hoảng loạn, khi họ ra sức chống đỡ để cứu mạng sống của họ, thì họ quên mất một điều hết sức quan trọng. Đó là Chúa vẫn yêu thương họ, Chúa vẫn ở với họ, Chúa vẫn ở bên cạnh họ. Và thậm chí trước khi con thuyền ra khơi, Chúa đã ở với họ. Nhưng mà trong cơn hoảng loạn đó, họ có nhớ ra điều đó không? Không nhớ. Và nhiều lúc trong cơn hoảng loạn, khi thấy nhiều người nhiễm, khi thấy nhiều người chết vì cớ corona, có thể chúng ta không còn nhớ rằng Chúa ở với chúng ta, Chúa ở bên cạnh chúng ta, và thậm chí trước khi dịch bệnh xảy ra thì Chúa đã ở với chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không nhớ được điều đó. Và khi họ rơi vào hoàn cảnh bế tắc cùng đường, thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, khi mà họ biết là chết là chắc rồi, thì bây giờ họ mới làm gì? Họ mới nhớ đến Chúa. Họ nhớ rằng, ồ, mình đi ra khơi đâu phải điềm mẫn. Trên chiếc thuyền này còn có Chúa Giê-xu nữa. Trước khi ra khơi, anh em mình thấy rõ mà, Chúa đi với mình mà. Sao hồi nãy giờ mình không nhớ gì hết vậy? Thì bây giờ, họ mới chạy đến và nói với Chúa rằng, Thầy ơi, xin cứu chúng con với, chúng con chết. Chết chắc rồi, bây giờ không còn cái cách nào nữa hết. Và khi họ bế tắc cùng đường rồi, thì họ mới nhớ đến nhà. Và nhiều lúc chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta còn có thể tát nước thì chúng ta làm gì? Cố gắng để tát nước. Cố gắng dùng điều này điều kia để có thể thoát khỏi cái sự nguy hiểm đó. Nhưng mà khi chúng ta bế tắc cùng đường rồi thì bây giờ chúng ta mới chạy đến Chúa. Nhiều lần trong cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em cũng vậy. Nhưng mà Chúa yêu thương lắm. Không phải vì vậy mà Chúa giận. Chúa nói rằng hồi nãy giờ sao không nhờ đến ta mà giờ mới nhờ. Thôi cứ tiếp tục tát nước đi. Không. Ngay lập tức Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa thức dậy đứng lên và nói rằng hỡi sóng gió, hỡi sóng biển, hãy ngưng lại ngay lập tức. Và Kinh Thánh ghi lại rằng ngay lập tức gió ngưng và biển yên lặng như tờ. Chúa chỉ cần phán một tiếng, Chúa chỉ cần phán một tiếng, corona chấm dứt và biến mất khỏi trái đất này, nó sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta tin điều đó không? Và ngay sau đó thì những môn đồ họ kinh ngạc, họ sợ hãi và họ nói với nhau rằng, ô, người này là ai mà sóng, biển, gió cũng vâng lệnh người.
Và chúng ta thấy rằng chính nhờ cơn cuồng phong, chính nhờ cơn thử thách này mà các môn đồ mới hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu. Trước đây họ đã từng thấy những phép lạ Chúa làm, người mù sáng mắt họ thấy, họ thấy người bị quỷ ám được giải cứu, nhưng mà họ không có thể ngờ rằng Chúa có thể bảo sóng biển gió mà nó im lặng được. Điều đó cũng dễ hiểu. Lúc chúng ta nghĩ biển, ô biển nó điếc mà nó nghe được. Chúng ta thử ra đứng bờ biển coi, nó tạt nước vào trong người chúng ta, im, nó có im không? Nó không có nghe mình. Nó điếc mà, gió nó thổi kêu ngưng, nó có ngưng không? Nó không ngưng đâu, mình nghĩ là nghe giống mấy cái cây cối rồi thôi, sao nó ngưng, nó biết hiểu biết được. Mà đây là lần đầu tiên qua cơn thử thách họ biết rằng Chúa có quyền trên bệnh tật, Chúa có quyền trên những người bị quỷ ám, trên ma quỷ, và Chúa cũng có quyền trên thiên nhiên, trên sóng gió, trên mọi sự. Và Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, và Ngài có quyền trên tất cả mọi sự, và Ngài thật sự chính là Đức Chúa Trời. Và nếu không ở trong cơn thử thách đó, không ở trong cơn bão tố đó, thì tôi muốn hỏi quý anh chị em rằng họ hiểu được những điều đó không? Không thể hiểu được. Và thưa quý anh chị em, nhiều lúc Chúa cũng phải dời chúng ta từ chỗ đất liền bình an. Chúa dời chúng ta rồi đưa chúng ta đến đại dương. Ở nơi đó sóng to gió lớn, cuồng phong nổi lên. Chúa cũng phải dời chúng ta từ chỗ sung túc thịnh vượng đến chỗ thiếu thốn ngặt nghèo. Chúa cũng phải dời chúng ta từ chỗ làm ăn phát tài tiền vào như nước đến chỗ không còn thu nhập nữa. Để làm gì? Để tại đó chúng ta biết trân quý những điều Chúa ban. Và chúng ta biết rằng rất nhiều người họ take it for granted. Có nghĩa là gì? Đương nhiên những điều đó phải là như vậy. Đương nhiên phải là như vậy, đương nhiên mỗi ngày tôi phải được đến tiệm nail để làm ăn, đương nhiên mỗi ngày tôi phải kiếm được 500 hay là 1.000 đô, đương nhiên chẳng có gì phải thắc mắc cả. Và nhiều người, ngay cả những người tin Chúa cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi sau cơn thử thách thì họ biết rằng mọi điều tôi có đến từ nơi Chúa. Mọi điều tôi làm được, mọi điều tôi kiếm được là do Chúa ban cho tôi. Và trước khi dịch bệnh đến, một số tín hữu lơ là trong mối liên hệ với Chúa, từ việc thờ phượng tại đền thờ cho đến mối liên hệ riêng tư tại nhà. Họ dồn mọi thời gian, công sức và công việc vào việc kiếm tiền, đến nỗi họ không còn thời gian cho Chúa. Và tôi nhớ rằng đôi lúc nói các tín hữu, hội thánh có công việc, Có chương trình VBS Thánh Kinh Hè, cần các tín hữu nghỉ một ngày thứ bảy thôi. Chúng ta biết trong, phải nói cũng nhiều năm, không ai hết, không kiếm được người nào. Vì họ quá bận rộn với công việc, với việc kiếm tiền, và không sẵn lòng bỏ một ngày. Rồi họ bận rộn quá, không còn thời gian cho gia đình, cho con cái. Và nay sau 2 tháng thử thách, họ phải ở tại nhà và không đi làm được. Thì họ học được nhiều điều mà tôi muốn nói rằng hàng trăm bài giảng vẫn không thể đụng được, vẫn không thể thay đổi được cuộc đời họ. Và tôi đã nói chuyện với một số tín hữu và họ nói với tôi như thế này: trước đây nghe giảng vậy không đụng được, không thay đổi được, nhưng mà sau 2 tháng ở tại nhà thì tôi thấy một điều rằng Chúa yêu tôi quá nhiều. Và tôi đã học được những điều trong 2 tháng qua, trong cơn thử thách này, mà nếu không có cơn thử thách này, có thể cả cuộc đời tôi không bao giờ học được. Nếu cả cuộc đời của tôi ở trên đất liền bình an giống như các môn đồ, có thể cả cuộc đời tôi không học được. Nhưng bây giờ Chúa dời tôi từ đất liền đến đại dương, nơi đó những cơn sóng gầm thét, khi con thuyền chồng chành lắc lư, khi mà cuộc sống của tôi gần chết, thì bây giờ tôi mới học được những điều mà Chúa muốn dạy dỗ tôi. Và vì vậy thử thách là điều hết sức cần thiết cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Và mỗi người phải đối diện với những thử thách khác nhau. Nhưng mà thử thách xảy đến để làm gì?
để rồi Chúa muốn làm thành chương trình tốt đẹp nhất của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Và người tín hữu đúng, họ thú nhận với tôi rằng hàng trăm bài giảng không thay đổi được họ, không đụng được họ. Nhưng mà trong cái thời điểm này, khi phải ở tại nhà trong cái cơn thử thách này, thì họ đã học được những điều mà Chúa muốn dạy dỗ họ. Bà Joyce Kent, bà là một giáo sĩ hầu việc Chúa tại Nigeria. Và một ngày kia, bà được mời đến dự lễ Giáng sinh được tổ chức tại Grace Camp. Và đó là một trung tâm điều trị cho những người bị cùi. Và bà thuật lại rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của bà mà bà nhìn thấy người cùi đông đến như vậy. Và bà thấy họ thật đáng thương khi mà bệnh tật đã gặm nhấm và hủy hoại thân thể của họ. Nhưng mà điều bà nói lại là dầu thân thể bị hủy hoại, nhưng mà họ có một niềm vui rất là lạ. Gương mặt họ sáng ngời, như là khi họ hát những bài thánh ca, như là phước cho nhân loại, hay là đêm yên lặng. Và một người trong số đó đã làm cho bà rất cảm động, nghẹn ngào, đến nỗi không nói nên lời. Và trong giờ thờ phượng, người mục sư yêu cầu các tín hữu hãy mở kinh thánh ra để theo dõi bài giảng. Có một người cùi, và ông bị mất hết mấy ngón tay. Ông không lật kinh thánh được, mà ông phải dùng cái khúc cây để rồi lật từng trang kinh thánh qua như vậy. Và bà nói rằng ông phải khó khăn lắm lắm mới lật được những trang kinh thánh qua như vậy. Ôi, và tôi thấy rằng Chúa cho chúng ta hai bàn tay lành lặn, thưa quý bà chị em. Chúng ta có thể lật kinh thánh bất cứ lúc nào, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không đọc lời của Chúa. Ở đây một người cùi mà mất mấy ngón tay, phải dùng hai tay để mà cầm cái khúc cây để mà lật từng trang kinh thánh ra như vậy. Và sau giờ giảng, mục sư nói rằng có ai muốn làm chứng không? Thì ông giơ tay lên và ông nói rằng tôi muốn làm chứng. Và rồi ông nói là tôi muốn cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi bị cùi. Và lúc đó thì bà Joe Scott, bà ngạc nhiên lắm. Bà nghĩ rằng người thông dịch đã nói sai. Cho nên bà nói với người thông dịch rằng chắc ông dịch sai á. Chứ làm sao mà cảm ơn Chúa vì bị cùi. Và người thông dịch nói không. Và rồi thì ông giải thích. Ông nói thế này. Ông dịch lại điều mà người cùi đã nói. Nếu tôi không bị cùi, có thể chẳng bao giờ tôi tin Chúa cả. Tôi thấy điều này rất đúng. Nếu tôi không bị cùi, có thể không bao giờ tôi biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài cả. Và ông nói tiếp rằng, có thể tôi không được chữa lành, có thể tôi vẫn sẽ bị cùi cho đến ngày cuối cùng. Nhưng tôi biết một điều rằng, một ngày kia khi tôi qua đời, tôi sẽ có một thân thể lành lặn, một thân thể mới, mà tôi sẽ có đủ hết mấy ngón tay của mình. Và ông nói tiếp rằng, nhưng mà nếu tôi không bị cùi, khi các ngón tay của tôi đầy đủ, có lẽ tôi sẽ không biết Chúa. Tôi vẫn tiếp tục thờ lại ma quỷ ở trong làng của tôi. Và rồi tôi phải đi vào trong hồ lửa địa ngục đời đời. Và thật như vậy, thưa quý bà anh chị em. Có những người mà Chúa phải đưa họ vào sự thử thách như vậy. Để tại nơi đó, tại nơi mà họ không còn niềm hy vọng, không còn một điều gì nữa. Thì tại nơi đó họ mới tìm kiếm Chúa. Khi họ khỏe mạnh, lành lặn, đẹp trai, họ có mọi sự trong tay, vàng bạc của cải tài sản, rồi họ đèn điếm trai gái, họ là đủ thứ hết. Họ không có quan tâm gì đến Chúa cả. Nhưng mà khi Chúa đưa họ trong cái hoàn cảnh đó, bây giờ họ mới nhớ đến Chúa. Cho nên ông nói rằng cảm ơn Chúa, Ngài đưa thử thách này đến với con. Cảm ơn Chúa vì con bị cùi, vì con bị cùi tạm bợ trên trần gian này mấy chục năm khổ khổ, nhưng mà con biết rằng linh hồn của con sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Và khi con gặp Chúa thì con sẽ có một thân thể mới, và tay của con sẽ đẹp đẽ,
đầy đủ hết những ngón tay. Và thưa quý bà anh chị em, nhiều người cũng thú nhận như vậy, là nếu không có thử thách xảy ra thì họ sẽ không bao giờ tin Chúa. Thật sự như vậy. Có nhiều người bị tán gia bại sản, và trong khi bị bankruptcy thì họ mới trở lại với Chúa. Trong khi mà họ có tiền bạc, tiền vào như nước, họ không coi Chúa ra gì cả. Nhiều người tôi đi làm chứng, họ nói là nhìn xem căn nhà của tôi, nhìn xem mọi thứ tôi có, tôi làm ra đó. Họ chỉ tôi và nói như vậy, đừng nói về Chúa, với tôi. Và nếu không có thử thách xảy ra, thì họ có chịu hạ mình xuống để tiếp nhận Chúa không? Không có. Cho nên bankruptcy xảy đến, hoạn nạn xảy đến, chưa hẳn là điều xấu đâu, mà Chúa yêu chúng ta đó. Chúa xem chúng ta là con của Ngài, cho nên Chúa mới thử thách để chúng ta gần với Ngài. Rồi có người thì bị người yêu phản bội, có người thì mất mát người thân. Khi mà rơi vào trong hoàn cảnh như vậy thì họ mới tìm đến Chúa, họ mới tin nhận Ngài, rồi họ mới trở nên người hầu về Chúa. Ở tại đây tôi không thể nói hết được những năm tháng mà tôi chống cự với Chúa. Chúa cũng kêu gọi tôi để trở nên người hầu về Chúa. Nhưng tôi là một trong những con người rất là lì lợm. Tôi đã chống đối Chúa kinh khủng lắm, cho đến năm 36 tuổi. Và Chúa đánh tôi, Chúa đưa tôi vào trong biển hồ Galilee. Và tại đó những cơn sóng gió nổi lên, thuyền ngập nước và sắp chìm đến nỗi mà tôi quỳ ở ngay tại đền thờ. Tôi cúi xuống và tôi khóc quá chừng. Và tôi nói rằng con đầu phục Chúa, và con sẽ dâng cuộc đời con cho Chúa. Đến lúc đó tôi mới chịu dâng mình hầu vì Chúa. Thưa quý bạn chứ, khi mà tôi còn vùng vẫy được tôi không chịu. Và Chúa cũng phải đưa những cơn thử thách đến đó để làm thành chương trình tốt đẹp của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Hãy nhớ lại năm xưa, từ đất liền bình an, Chúa đã đưa các môn đồ xuống biển, để rồi tại đó những cơn gió lớn nổi lên, cuồng phong nổi lên, con thuyền ngập nước và sắp chìm. Và ngày nay Chúa cũng đưa chúng ta từ đất liền bình an xuống thuyền, ra giữa khơi tại biển hồ Galilee đó. Rồi những cơn sóng sẽ nổi lên và chúng ta nghĩ rằng ô cuộc đời tôi chết rồi, tôi không còn cái lối thoát nữa. Nhưng mà tôi muốn nói với quý bạn chị em rằng cơn sóng biển Galilee năm xưa đã làm cho các môn đồ chao đảo hoảng sợ, nhưng không nhận chìm cuộc đời họ, không giết chết cuộc đời họ. Thì tôi muốn nói rằng cơn sóng corona của ngày hôm nay cũng sẽ không nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Có thể làm cho chúng ta chao đảo, làm cho chúng ta hoảng sợ, làm cho chúng ta run rẩy trong giờ phút này, làm cho chúng ta phải khóc. Nhưng mà tôi bảo đảm với quý bạn chị em rằng sẽ không nhận chìm con thuyền của chúng ta, sẽ không nhận chìm cuộc đời của chúng ta. Và chính bởi sự thử thách này, và Chúa muốn chúng ta nhận biết những lẽ thật hết sức quan trọng sao. Xin chúng ta nhớ điểm này để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất là gì? Qua sự thử thách, Chúa muốn chúng ta nhận biết điều quan trọng sao. Thứ nhất là Chúa rất yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta. Và điểm thứ hai, Chúa xem chúng ta là con thật của Ngài. Và điểm thứ ba, đó là vì ích lợi cho chúng ta, để được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Và trong sự sống đời đời, Chúa muốn chúng ta giống với Chúa. Lúc chúng ta đi theo Ngài mà Chúa nhìn chúng ta sao giống hàng xóm, giống ma quỷ, không giống Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải giống với Ngài. Và muốn giống với Ngài, Chúa phải đưa chúng ta vào trong cái thử thách đó, để loại khỏi chúng ta những cái tạp chất, để chúng ta trở nên tinh ròng, trở nên vàng ròng cho Ngài. Và điểm thứ tư, để đời sống của chúng ta sẽ sản sinh ra những bông trái của Thánh Linh. Nhiều lúc chúng ta theo Chúa mà hâm hẩm, nguội lạnh, ngặt nghèo, không ra trái, hoặc ra trái ấy, cái non mà chưa tới mùa rớt xuống. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta ra những trái thật tốt tươi, kết quả cho Ngài. Và điểm thứ năm, để chúng ta nhận biết rõ Chúa là ai và Chúa là đấng vĩ đại thế nào. Sau khi Chúa nói với sóng biển và gió hãy im đi, lặng đi, thì môn đồ đã quỳ xuống và nói rằng Thầy thật là Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta sẽ nói điều đó với Chúa trong giờ này. Và dầu thử thách,
hay cám dỗ xảy ra, mỗi chúng ta cần luôn ghi nhớ khắc sâu điều này trong lòng. Mà tôi nói rằng quyết mà anh chị em đừng bao giờ quên điều này trong cuộc đời của mình. Thứ nhất, đó là tất cả các tín hữu, tất cả các con cái Chúa đều phải chịu thử thách, không ai thoát khỏi thử thách cả. Mà Chúa có một câu, Chúa nói là nếu ai thoát khỏi thử thách thì người đó phải là con, không phải là con của Chúa. Và điểm thứ hai, đó là gì? Không có thử thách nào quá sức của chúng ta. Không có thử thách nào mà chúng ta không thể chịu nổi. Và điểm thứ ba, đó là Chúa là đấng thành tín và Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi sự thử thách. Và Chúa đã nói với các môn đồ, chúng ta nhớ Chúa nói điều gì? Khi Chúa vỡ yên sóng biển, Chúa nói vậy: sao các con sợ hãi đến thế? Các con không có đức tin sao? Và trong cái hoàn cảnh đó thì một điều là họ đã mất hết cái đức tin rồi, họ không còn gì nữa hết rồi, vì họ nghĩ rằng bây giờ là chết rồi. Và Chúa nói sao các con sợ hãi đến như vậy? Và tôi tin rằng giờ này Chúa cũng nói với mỗi chúng ta là sao các con sợ corona đến như vậy? Các con không có đức tin sao? Và Chúa đã vỡ sóng biển và sóng biển im lặng. Và tôi muốn nói rằng tôi không hiểu được chương trình của Chúa. Chúa có một chương trình. Chúa muốn thử thách các con cái của Ngài. Và Chúa có một chương trình nào đó cho thế giới này. Cho nên corona nó mới hoành hành như vậy. Nhưng mà đến đúng thời điểm của Chúa, chỉ cần Chúa búng tay, giống như Chúa chỉ phán một tiếng thì sóng gió im lặng. Chúa phán một tiếng, corona biến mất khỏi trái đất này. Tôi muốn ôn lại câu Kinh Thánh làm nền tảng cho bài chia sẻ hôm nay. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh em chịu thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong cơn thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Tôi nhớ bài hát có tựa đề là God Will Make a Way When there seems no way. Chúa sẽ mở một con đường ở nơi mà chúng ta thấy dường như không còn con đường nào cả, dường như là bế tắc cùng đường, thì tại nơi đó Chúa sẽ mở một con đường cho chúng ta. Và Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa nói rằng ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Chúa nói rằng các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian này, có nhiều điều sẽ xảy ra, người ta sẽ bắt bớ, sẽ vu cáo các con, sẽ có những thiên tai, động đất, núi lửa, sóng thần. Chúa nói trước cho các môn đồ điều đó, là sẽ có hoạn nạn trong thế gian này, nhưng các con hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian này. Tôi muốn dùng câu đó để nói với quý mạng cho em rằng Chúa cũng nói là các con sẽ có hoạn nạn, các con sẽ có corona trong thế gian này, nhưng các con hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa đã từ cái chết sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời, và chúng ta sẽ chiến thắng. Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ mỗi chúng ta như con người của mắt Ngài. Ngày thứ hai này, tức là ngày mai, nhiều tín hữu sẽ mở cửa lại, sẽ bắt đầu tiếp xúc với khách hàng. Tôi biết trong lòng của các anh chị em có sự bối rối, có sự lo lắng. Và tôi muốn dùng lời Chúa để khích lệ quyên bàn chị em trong giờ phút này. Chúng ta nhớ một điều. Cơn sóng của biển hồ Galilee đã làm cho các môn đồ chao đảo hoảng sợ, đúng, nhưng không nhận chìm cuộc đời của họ. Cơn sóng đó đã làm cho họ lao lên rồi chìm xuống, qua trái, qua phải, rồi nhào về phía trước, dứt lui về phía sau. Kinh hoàng lắm, thưa quý bà anh chị em. Nhưng mà cơn sóng đó đã không dìm cuộc đời của họ được. Và tôi tin chắc chắn rằng cơn sóng corona cũng sẽ không dìm cuộc đời của mỗi chúng ta. Để qua cơn thử thách này, chúng ta sẽ biết được những điều quý báu mà Chúa dạy dỗ cho cuộc đời của chúng ta. Và tôi nói là tại biển cả,
Tại biển cả, khi chúng ta đang ở trong dịch bệnh Corona này, chúng ta sẽ học được những điều quý báu mà có thể cả cuộc đời bình an trên đất liền chúng ta sẽ không bao giờ học được. Chúa phải đưa các môn đồ xuống biển cả và gặp cơn bão ở tại đó. Nếu không, cả cuộc đời bình an ở trên đất liền họ không bao giờ học được những bài học mà Chúa muốn dạy dỗ họ. Và tôi tin rằng Chúa đã dời chúng ta từ đất liền bình an đến cái biển hồ Galilee. Tại đó những cơn sóng nổi lên, Chúa muốn dạy chúng ta những bài học mà 2 tháng qua tôi tin chắc rằng nếu không có, quý vị sẽ không bao giờ học được. Có thể cả cuộc đời bình an trên đất liền không bao giờ học được cả. Và Chúa làm điều đó để làm gì? Hãy nhớ lại những điều mà tôi vừa trình bày. Trên hết, đó là vì Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta được trở nên giống như Ngài. Và giờ phút này tôi mời anh Tú sẽ bước lên đây để hát bài hát có tựa đề là God Will Make a Way. Chúa sẽ mở lối. Dầu cho dường như bế tắc cùng đường, dầu như không còn lối thoát nữa, nhưng mà Chúa sẽ mở những con đường. Và những con đường sẽ được mở ra tại sa mạc. Những con đường sẽ được mở ra để rồi chúng ta thấy rằng Chúa yêu thương chúng ta và Ngài có chương trình tốt đẹp nhất trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Bây giờ mỗi chúng ta lắng lòng để nghe bài hát này trong giờ phút này. Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tăm tối mênh mông. Lạc hay âm Chúa sâu dần vô biên, Ngài luôn nâng bao lỗi cho tôi. Chúa là đấng giáng chăng, giữ tôi gần môi vương bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn nâng bao lỗi, ngày đêm dẫn dắt tôi. Ở trong gai khô khan, Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoang vu Chúa khiến suối giao vui tươi. Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng lời Chúa mãi không thay rời. Ngày hôm nay Ngài ban phước đổi mới. Chúa cùng đi với trên đường đời tâm tôi mình mầu, lạc hay âm Chúa sâu dặm vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là đấng giáp chắn, giữ tôi gần môi vương bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, ngày đêm dẫn dắt. Ngày đêm dẫn dắt tôi.
Ngài luôn